Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh đã làm một video để giới thiệu đến quý vị và các bạn về tất cả các cái mẫu thảm quý vị nhé. Thì hiện tại đây là cái mẫu thảm sự kiện quý vị này. Đấy, thì quý vị nhìn đây, những cái thảm mỏng này là dành cho những cái thảm sự kiện hoặc những thảm nào sử dụng trong thời gian ngắn. Cái thảm này nó có khổ là gì? Rộng 2m, dài là 50m và nó có loại là rộng 2m, dài 100m. Và có loại là dài 150m quý vị nhé, tùy theo sản phẩm. Nhưng thông thường thì nó có độ dài là khoảng 50m thôi quý vị. Và độ dày của nó thì nó có nhiều loại, từ 1 ly, 1 ly rưỡi, 2 ly, 3 ly quý vị nhé, là chuyên dành cho sự kiện đó. Và đây là các cái dòng thảm trải sàn dành cho thảm lót sàn văn phòng quý vị nhé. Thì đây là một trong những dòng thảm nó ở mức độ là trung bình quý vị ơi, trung bình dành cho văn phòng hay các cửa hàng, các shop kinh doanh, các cái khu buôn bán. Thì thảm này nó có độ dày dao động từ 4 ly đến 5 ly quý vị nhé. Và cái đế của nó là đế toàn bộ là đế nhựa. Cái đế nhựa này nó bằng cái sợi nhựa nó đan, nó dệt lại. Và bên trên này là toàn bộ là thảm len quý vị nhé. Thì hiện tại thảm này là đang có độ rộng là 3m66 và 3m97, dài là 30m và 35m, có nghĩa là một quận thảm của nó là hơn 100m2. Thì cái này hiện tại bên mình là cắt bán lẻ theo yêu cầu quý vị nha. Thảm này là dùng lót cho văn phòng và độ bền của nó thì khá là cao. Riêng cái dòng thảm này thì quý vị sử dụng là phải từ 8 cho đến 10 năm và tùy theo cái mức độ sử dụng nhiều hay ít nữa. Nếu như mà những cái khu vực ở cái cửa ra vào là cái khu đó là sử dụng khá là nhiều thì cái tuổi thọ của nó thì độ khoảng 5-6 năm quý vị nha. Và đặc biệt gì cái thảm này thì khi quý vị sử dụng, thường thường khoảng tùy theo cái mức độ mật độ sử dụng của nhân viên mình có đông hay không, hay là cái môi trường nó có sạch sẽ hay không, nhưng mà thông thường quý vị ít nhất một năm là quý vị nên giặt một lần. Giặt một lần thì quý vị có thể gọi bên mình tới trực tiếp để giặt. Hai là quý vị có thể là gọi các cái đơn vị vệ sinh công nghiệp người ta có các cái máy móc chuyên dụng để người ta sẽ giặt cho quý vị. Thì thường thường giặt cái này thì những ai ở trong chuyên môn thì giặt thì sẽ biết hơn, bởi vì nó còn liên quan tới vấn đề là chỉnh sửa lại những cái chỗ bị lỗi, bị hư hỏng, hay là những chỗ bị hở hoặc bị sao đó, bị rách gì đó, thì bên thảm người ta sẽ xử lý luôn. Và khi mà giặt thì người ta sẽ kết hợp một lúc là mấy cách luôn, ví dụ như là giặt này, tẩy này, sấy khô này, đó là người ta kết hợp lại, người ta xử lý một lần như vậy cho quý vị. Và thường thường là nhắm vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, thì những cái ngày đó mình giặt vệ sinh xong đó là mình có thể là thứ hai là mình đi làm việc là mình sử dụng được liền quý vị nhé. Đấy, thì cái thảm này nó cũng rất là dễ vệ sinh thôi. Thì nó các cái máy móc công nghiệp của nó thì nó giặt, nó tẩy, nó đánh, nó sạch, rất là sạch. Đấy, nhưng mà mình khuyến khích quý vị là khoảng một năm thì quý vị giặt ít nhất là một lần quý vị nhé. Chứ đừng để lâu quá, để lâu quá thì nó gồm những cái mùi hôi của thảm này, rồi nấm mốc này, bụi bặm, các thứ nó bám vô lâu ngày nó sẽ giữ lại ở trong cái thảm này. Thì nó rất là vấn đề là nó rất là cái mùi nó rất là khó chịu. Như vậy thì cái không khí, cái môi trường làm việc của mình nó chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì có thể lót cho các câu lạc bộ bida, các khu vui chơi rất là nhiều. Nói chung là thảm này thì rất là nhiều các công năng quý vị nha. Shop thời trang, các shop buôn bán kinh doanh đều có thể là sử dụng được hết. Đấy, thì đây là dòng thảm này ở mức độ là mức độ trung bình khá. Và thi công cái này thì quý vị sẽ sử dụng cái loại keo. Ở trong video mình có làm một video rồi về cái loại keo để thi công thảm được quý vị nha. Đấy, và đây cũng là một mẫu thảm trải sàn nữa. Thì thảm này nó có cái hoa văn, nó có những cái ô gạch xéo, nó tạo điểm nhấn cho cái thảm làm sao mà cho nó bắt mắt quý vị ơi. Và cái thảm này cũng có cái khổ rộng là 4m và dài từ 30 đến 35m. Và tất cả các cái mẫu mã này nó cùng một kích thước quý vị nhé. Và thảm này nó có độ dày từ 6 đến 7 ly. Bởi vì sao mà mình đưa ra cái độ dày là 6 đến 7 ly? Bởi vì là trong quá trình cái thảm đó, nó có cái sợi thảm nó có cái độ dày, nó có cái ngọn ngọn thảm là một này,
Thứ hai nữa là trong quá trình mình quận thảm á, cái máy mà nó nén chặt á, thì tất cả những cái thảm nó sẽ bị giống như bị xẹp xuống đó. Thì khi mình đo thì nó không chính xác, nên là nó sẽ dao động từ 6 đến 7 ly quý vị nha. Và thảm này là một mức độ là tốt hơn so với cái thảm ban đầu nữa. Thảm này thì dòng thảm hoa văn này thì trang trí văn phòng hay tất cả các khu vui chơi, hay là những cái câu lạc bộ, hay là những cái chỗ nào giống như là đàn ca tài tử hoặc là văn phòng, nói chung là rất là đa dạng quý vị nhé. Thì tùy theo những cái hoa văn quý vị thích mà quý vị sẽ sắp xếp hay là quý vị bố trí cái thảm nó phù hợp với lại cái không gian của mình. Thậm chí mình làm có một số cái công ty đó, người ta làm một lúc đó, là mấy màu liền, mỗi một màu một kiểu đấy, người ta sẽ tạo những cái điểm nhấn đặc biệt để cho cái văn phòng của mình nó có sự sinh động đấy quý vị, nó không bị, nó không kiểu giống không bị nhàm chán một màu đó. Thì đấy, tất cả những cái màu này hôm nay mình quay đó là tương đối là chuẩn, màu đạt tới khoảng 9-10 quý vị nhé, giữa thực tế và trên hình ảnh nó đạt tới 9-10 rồi quý vị nhé. Thì quý vị nào có nhu cầu sử dụng thảm á, thì hãy liên hệ với bên công ty mình với số điện thoại 0948743274. Và quý vị biết rồi đó, riêng về sử dụng thảm á, thì mình né gì? Thứ nhất á, là mình né những cái quá trình sử dụng á, mình né những cái mùi đồ ăn á, nó ví dụ như là mình cảm thấy khó chịu á, thì mình né nó. Bởi vì thực sự ra cái thảm á, là nó giữ lại các cái hương, các cái mùi rất là lâu. Ví dụ như là ăn sầu riêng hay là ăn mít hay là những cái mùi gì mà nó ảnh hưởng tới người khác á, thì tốt nhất là quý vị không nên ăn ở những khu vực có thảm. Cho dù nó không rơi rớt ra đó, nhưng mà nó vẫn khi cái mùi nó của những cái trái cây đó, nó có thể thấm vào, nó sẽ ngấm vào cái thảm đó, nó bắt mùi đó quý vị nha. Cái thứ hai nữa là nước, thì khi mà quý vị mà bị nước á, thì bắt buộc là quý vị phải có một cái máy gọi là máy sấy, hoặc là quý vị dùng cái máy hút bụi quý vị nha. Thì mình sẽ hút bụi cho nó khô cái phần bị ướt đó đi là một. Cái thứ hai nữa là vấn đề là phải có máy hút bụi để hàng ngày mình sẽ vệ sinh hút toàn bộ những cái bụi bẩn mà nó bám vô cái thảm này. Bởi vì dòng thảm thì nó, quý vị biết là thảm len, thảm nỉ nó đều có cái sự bắt bụi rất là nhanh là một. Thứ hai nữa là những cái sợi tóc hay là những cái đồ mà nó sợi nó rất là dễ bị bám. Nên là quý vị phải có cái máy hút bụi quý vị nha. Mà cái máy dùng cái công suất nó mạnh chút xíu thì mình hút, mình vệ sinh thì nó sẽ sạch hơn quý vị ơi. Thì tất cả những cái mẫu thảm, bởi vì ở dưới này video nó còn khá là dài, thì tất cả những cái mẫu thảm này nó có khổ là 3m/7, là tương đương với lại 4m quý vị nhé. Thì dài từ 30-35m. Thì bởi vì thảm nó khá là nhiều mẫu nên là mình không có báo giá trên này được. Thì quý vị thấy cái mẫu nào hoặc cái màu nào mà ưng ý đó, thì cứ chụp cái màn hình lại rồi gửi qua Zalo cho mình. Mình sẽ báo giá chi tiết, rồi có hướng dẫn thi công, hoặc là bên mình có thợ thi công hỗ trợ thi công luôn quý vị nhé. Và thảm thì tất cả những cái mẫu mà mình đang đưa đây này, thì hiện tại nó có hai nguồn thảm. Một đó là thảm Việt Nam, hai là cái thảm này là mình nhập khẩu Indonesia quý vị nhé, thảm Indo. Và đặc biệt là gì, thảm này là có đầy đủ các cái giấy chứng nhận về COCQ. Cái COCQ là giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận là nhập khẩu quý vị nha. Và cái giấy chứng nhận đo lường chất lượng sản phẩm của cái đơn vị, của cái công ty mà sản xuất ra cái thảm này. Đấy, mình sẽ cung cấp đầy đủ các cái hóa đơn chứng từ để cho quý vị tham khảo. Còn nếu như quý vị nào cần hóa đơn đỏ thì bên mình xuất hóa đơn đỏ luôn cho quý vị nha. Thì một số mẫu thảm, đây là bên phần dưới này này, toàn bộ là những cái thảm hoa văn. Thì tất cả về cái cách thi công hay là cách vệ sinh thì nó tương đối là giống nhau rồi. Thì quý vị nhớ hãy xem hết video để hãy cho mình những cái mẫu thảm nào ưng ý nhất. Và quý vị cứ lựa chọn những cái mẫu nào đẹp, ưng ý mà cảm thấy hài lòng thì quý vị sử dụng. Còn phần thảm mà mình đang, cái video đang quay đây quý vị này, thì thảm này quý vị có thể lót cho gì? Lót cho gia đình được, đẹp lắm. Nhà có em bé hoặc là cái nhà nào mà có em bé thì đi rất êm quý vị, êm. Và đặc biệt là gì, em bé nào là bây giờ né vấn đề đái luôn nha, không được cho em bé đái ra thảm, vệ sinh mệt lắm. Thì đây là thảm này là thảm có độ dày khá là dày, nó khoảng 1/2 quý vị này, thì đi nó êm chân lắm, rất là êm luôn. Nên quý vị nào mà muốn lót cho gia đình ấy, mà thật lót thảm thì bắt buộc là phải gì, thứ nhất là phải có máy lạnh rồi.
Còn không thì ngoài miền Bắc thì nó có cái nhiệt độ nó lạnh thì chỉ có mùa đông thì sử dụng được. Còn nếu mà xài thảm này mà mùa nóng này thì chịu không nổi đâu quý vị ơi. Đó, rất là đẹp, cái độ dày nó phân hai đó, đi êm chân lắm, sướng lắm. Thường thường mọi gia đình thường thường lót nền gạch hoặc là sàn gỗ, sàn nhựa rồi. Nhưng quý vị nào thử sử dụng một lần thảm đi. Thảm thì nó kén về vấn đề nước này, về vấn đề vệ sinh. Nhưng mà đặc biệt sử dụng nó thì rất là êm ái, rất là sướng. Các cái nước châu Âu này nó tất cả gia đình nhà ta đa số là người ta lót thảm thôi. Thì hôm nay mình làm video này khá là tươm tất về các cái mẫu để cho quý vị. Đó, những cái mẫu này có thể sử dụng gia đình này, khách sạn này, nhà hàng khách sạn 5 sao, karaoke. À, đặc biệt quý vị ơi, nếu mà nhà nào mà có phòng karaoke đó thì quý vị lót cái thảm này nhá. Bởi vì cái thảm này nó có khả năng cách âm tuyệt đối luôn. Nó tiêu âm những cái âm vang, âm vọng nó sẽ tiêu âm. Nên là nhà nào mà có phòng karaoke hãy sử dụng cái dòng này. Ok lắm, sao này ok lắm. Tiêu hết những cái âm ồn quý vị nhá. Thì thôi hôm nay video mình, nói chung hôm nay video khá là dài đó. Thì tất cả những cái thông tin chi tiết về thảm mình cũng mô tả sơ lược cho quý vị rồi. Quý vị cần thêm thông tin gì hãy bình luận ở dưới video, hoặc hãy liên hệ hoặc là kết bạn Zalo với mình với số điện thoại 0948743274 nhé. Hôm nay mình làm mẫu thảm này khá là đẹp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video. Và quý vị nhớ cho mình xin một nút like, một nút chia sẻ và nhớ theo dõi kênh của mình để mình sẽ cập nhật những video mới nhất trong cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp như thế này. Mình chúc cho toàn thể quý vị làm sao được bình an, mạnh khỏe này. Rồi vấn đề là cùng nhau chung tay với cơ quan ban ngành nhà nước đẩy lùi cái dịch bệnh nó hết đi, để làm sao cùng nhau bắt tay vào vấn đề làm ăn kinh tế để ổn định lại kinh tế chứ. Nếu mà cái tình hình dịch bệnh nó kéo dài như này thì nó ảnh hưởng chung hết ạ. Không phải là một hai ngành đâu mà đa số ngành nào cũng bị ảnh hưởng hết, không nhiều thì ít. Đấy. Và hiện tại thì mình cũng đang làm rất là nhiều các video để bán hàng online cho quý vị tham khảo. Quý vị nào thấy sản phẩm nào ưng ý hãy cố gắng ủng hộ cho công ty mình nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị.